Phật dạy, đã gọi ai đó là vợ, tuyệt đối đừng để người đó tổn thương. Đức Phật có dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Người gặp gỡ nhau kiếp này chính là mối nhân duyên tu từ nhiều kiếp. Mặc dù nhân duyên của con người đáng quý là thế, ngắn ngủi là thế, nhưng khi có được, nhiều người lại không trân quý. Ngày nay, người ta yêu nhau xưng hô chồng chồng vợ vợ, nhưng dường như chưa hiểu được duyên phận vợ chồng. Hãy nhớ, đã hỏi ai là vợ rồi thì đừng làm cho họ bị tổn thương. Dù sướng khổ hay vui buồn, hay gặp lúc nguy nan hoạn nạn thì cũng phải yêu thương đùm bọc nhau, đó mới là phải đạo. Đạo nào sâu cho bằng duyên phận vợ chồng. Đàn ông sau khi kết hôn đừng bao giờ cố nhào nặn vợ mình theo tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Cách thông minh nhất chính là tự mình làm gương, thay đổi bản thân phù hợp với tính cách và thói quen của vợ. Mưa dầm thấm lâu, đến một ngày, nhất định bạn sẽ cảm thấy hai vợ chồng sống với nhau rất hòa hợp, hạnh phúc. Là chồng, bạn cần phải biết ôn hòa, rộng lượng. Phụ nữ đều rất yếu lòng, nhạy cảm. Dù có giận hờn, bạn cũng hãy khoan dung, nhẫn nhịn, đừng nổi nóng cãi nhau với cô ấy. Nếu không, sẽ khiến cô ấy rất đau lòng. Một chữ vợ chồng mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Hai người xa lạ gắn kết cuộc sống với nhau, còn từ ngữ nào thân thiết mà rất đỗi dung dị hơn hai chữ vợ chồng. Vạn người theo đuổi không bằng một người yêu thương. Vạn người nuông chiều không bằng một người thấu hiểu. Người nhớ bạn, yêu bạn mới là người chia sẻ ngọt bùi cùng bạn.